What the fuck was that? Ma? Hello? What the hell? Damn, son. Hold up. Và hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Puka đây và chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ reaction về những màn lừa gạt trong TikTok. Trời. Ok, thì trước khi bắt đầu vào video thì nếu các bạn thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nhé. Còn bây giờ thì đi thôi. Dạo này tôi ghiền coi TikTok coi nó bị cuốn á, thằng mẹ nó nói với mình là nó bị cuốn á. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến thử coi đây là màn hù dọa kinh dị thật hay là chỉ là một cái trò prank thôi. Ok. Hello. Ui, cái này là prank á mọi người, nhưng mà vấn đề là dành cho kiểu những khi mà chúng ta dọa ai đó, mà nếu mà người lớn tuổi hay là một đứa con nít đó nó thòng mẹ trái tim ra ngoài luôn á. Cho nên là cẩn thận, chơi cái gì đừng có chơi mất dạy quá. Chơi mất dạy quá là người gọi là gì ta? Người ta, những ai mà có tiền sử bệnh tim là đi luôn hết. Ôi nghĩ sao mà kiểu để trong tủ một cái loa. Cái giọng trầm như là giọng nước cốt dừa vậy đó. Hello. Không, nhưng mà mình thấy bà chị này kiểu đứng đó. Hello, mother fucker. Tao như là mẹ. No. Như là mẹ, mẹ. Mẹ chứ không phải là vợ hay gì đâu. Không, nhưng mà vấn đề là sao bạn đã ở đây? Sao mời? Đi tới hay là đứng lâu không? À, rửa chén chứ. Hello. Là đang rửa cái gì đó nha mọi người. Đang rửa cái gì đó nên là đứng cái bị nói một câu hết hello cái là hết hồn liền. Ok. Bắt đầu thú vị rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lại cái video tiếp theo. Gì đây? Sao đang thua vậy? 5. Jump scare. Mọi người cẩn thận nha. Bật mic to nhất có thể nha, tại sắp có jump scare rồi. Chuẩn bị nha. 1. What the hell? Mày hù ai cho tao tán mấy cái bạc. Không, nhưng mà công nhận dễ thương thiệt. Ui sợ quá. Cứ kiểu vậy. Vậy sợ ủng hộ nó thôi mọi người. Sợ. Anime gì ạ? Cute. Tôi cũng là Weibo nên là tôi sẽ coi bộ này. Ai có cái tên nhớ bình luận bên dưới nha. Trời đất ơi, cú té vậy. 5, 4, 3, 2. Không, con bé này nó làm dễ thương chứ tôi làm nhìn chả khác gì má. Khi đột á mọi người, biết khi đột không? Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với lại cái đoạn tiếp theo. Ê, cái này hay nè. Ok, một anh chàng Gameboy. Game thủ, tắt đàn. Ok, tắt đàn hết luôn. Ủa cái gì mọi người có thấy cái gì không? Cái gì vậy? À, cái này chỉ là hù thôi, người mình tưởng ma. What the fuck was that? Ma? Hello? Vì sao mà tóc dài mà chứ còn dí nữa. Ui. Thực ra là cái này ai quá trong hiện trường mới cảm thấy sợ thôi, chứ mình coi trong video nó cũng bình thường, chỉ là một cái setup cam để cho anh thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với lại một cái video. Ủa, chưa có gì đáng sợ cả, nãy giờ chưa gì đáng sợ. Tôi chỉ gọi là gì ta kéo mọi người tới đây thôi, một lát sẽ có. Wait, what? Really, nigga? Goodbye. Okay. Trước tiên, cái
video này có hai điều mình muốn nói. Là điều thứ nhất là cái bút này nó xịn vải chè. Có thể là cái bút này là có cái đặc thù là dùng để gọi là gì ta, khi mà mình vẽ viết hay là sau đó ấy, rồi khi mà có nước á là nó sẽ đẩy cái phần mực ra luôn. Nó có cái chất thì tùy, có thể là những cái bút nó như thế này. Đấy, khi mà đổ nước vô thì nó sẽ bung ra luôn. Nó không có dính nữa, nó không có dính lên bề mặt nữa. Thấy chưa? Xịn chưa, xịn chưa? Trời ghê chưa? Rồi, còn yếu tố thứ hai á, ông nội Spider-Man này hay này, là ở cái khúc mà khúc này này. Rồi. Đây. Bôi không xóa có nghĩa là theo mình nghĩ ra nha, theo mình nghĩ tại vì dạo gần đây có một cái hiện tượng là 2020 chưa có thực sự hết đâu mọi người. Tại vì 2020 là một cái năm rất là buồn đối với cả thế giới. Như là Covid nè, có rất là nhiều người ra đi, nhiều nghệ sĩ rất là, nói chung là đi vào lòng người á, kiểu huyền thoại á, ra đi như là Kobe nè, rồi chú Chí Tài nè, nói chung là rất là nhiều đây. Thì cái năm này là cái năm rất là xui đó. Thì anh chàng này làm một cái quả gọi là gì ta, 2020 chưa đi xong đâu, có nghĩa là cái Covid này á sang năm sau chúng ta chưa biết gì. Cho nên là trong video này mình vẫn muốn nhắc mọi người là nhớ đeo khẩu trang khi ra đường và sử dụng nước rửa tay. Đâu rồi nước chai, nước rửa tay đây, chai nước rửa tay của tôi sắp hết rồi, tôi phải mua. Nhưng mà tôi không cần phải mua nữa, tại tôi có thêm chai. Tôi ngồi tôi nói nhảm cái gì vậy? Tôi có hai chai vậy. Ok, coronavirus nha mọi người, nên có nước rửa tay khi ra đường đó. Cho nên là năm sau mong là cả thế giới của chúng ta dẹp trừ được corona. Ok, và video này xong. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang video tiếp theo. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Nếu mà bạn nào sợ thì hãy bật nhỏ lại, tại vì hơi ghê đấy. Cùng mình là mình chơi tới luôn. Cảm... con này nó xuất hiện bên đây. Ui, what? Nó thắng chân nhỏ luôn mọi người. Không có máu hả? Nó cái đó là chất gì vậy? Cái này phát quá, giống phát quá mọi người. Damn. Thôi chắc là mình không coi lại đâu. Bạn nào muốn coi lại thì các bạn có thể coi nha. Và các bạn có thể bình luận về cái này. Có thể là fake, có thể là thật. Nhưng mà tôi không nghĩ là trên thế giới này nó vậy đâu. Có thể là set up được cái kiểu nha. Ok. Và cái khúc này là sao? What is that thing? Cái con đó là con gì vậy? Nó đang ngậm chân của cô gái này. Và khi mà kéo ra một cái chân của cô gái này đầy chất dịch. Chất gì đâu. Thôi các bạn ơi. Tiếp. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lại một cái video tiếp theo. Ok, sẵn sàng chưa? 3, 2, 1. What the fuck was that? Nói chứ coi hay ở đây con trai mà kiểu bị hầu một cái rồi bể bóng không? Bị bể bóng á. Đang rồi cao to, đang hôi lực đề như nè đó, rồi xong rồi vô bị hù một cái xong rồi chuyển 360 độ luôn. Đấy bể bóng. Ok, video tiếp theo thì bể bóng. Mình nghĩ các bạn nên xem video này, nhớ bật nhỏ mic nha. Còn bạn nào, đây là video creepy trên internet tập 134. Ok, có một chàng trai ở ngoài cửa sổ. Cái gì màu đen vậy? Mình sẽ tua lại cho các bạn xem nha. Nếu mà nhìn kỹ thì mình nghĩ là không giống ma, giống một cái người nào đó hóa trang màu đen xong rồi hù thôi, kiểu set up thôi. Nhưng mà mình sẽ bật lại cho mọi người xem. Nó giống người quá mọi người ơi. Nó giống như là anh da đen vậy thôi. Các bạn cứ, tụi mình là những người vui tính mà, tụi mình cứ mặc niệm là đây là video kinh dị, nhưng mà cứ nghĩ là nó là anh da đen, cho nên là chúng ta cứ cười đi. Có gì đâu, nhìn qua nhìn lại chỉ cần chui xuống là mất tích rồi. Xăm ba video này hù nít mọi người ạ. Trời ghê chưa. Kiểu really, really nigga. Really nigga. Ok, và bây giờ những video đáng sợ chắc cũng hết rồi nha. Mong là hết nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lại video tiếp theo. Thiệt luôn á, ai chơi này thực sự là mình cảm thấy là nên hạn chế thôi, chứ chơi kiểu này nó dại dột quá. Kiểu mấy người bệnh tim hay mấy người già quất một cái là đi luôn á, các bạn hiểu không? Đây, có tiếp này. Tôi tưởng nói gì vậy?
Are you trying killing me? Are you trying kill me? Mày đang cố giết tao mày. Nhỏ mặt cũng kiểu sợ quá chè. Ok. Ok, lại một trò rank nữa. Mình hạn chế đăng những cái video kinh dị đó, mất công các bạn sợ nữa. Ok. Yo thế. Chị bóng này bể bóng luôn rồi, chị bóng. Bể bóng. Lại nha. Đối với những người con trai tụi tôi á, nói vậy nó kiểu cái cách xưng hô nó phân biệt đó. Thường mấy anh mà gọi là chuẩn men á, kiểu ôi cái gì mày đó, cái này là đam trai hay là kiểu vẫn còn gọi là giữ được cái chức men lì đúng không, nhưng mà riêng mấy chị bóng á thì nó sẽ kiểu đó, kiểu giống nữ tí lẹo lẹo. Ok. Vậy là chúng ta đã có hai video bị bể bóng rồi. Và wow, tôi không biết là cái video này chết cái đầu tôi bù xù lại, cho mình rút tóc lại cái. Sắp đi cắt tóc rồi, rút tóc lại cái. Tôi không biết là video này đáng sợ hay là vui vui nha. Thanh niên à, chắc là cái này đang chơi escape room á, mà thanh niên này kiểu chắc là bố mày không sợ đâu, lúc đầu đi vô rồi dân ba cái trò escape room này tao không sợ rồi mày ơi, vô nằm hù cái chắc dở quần thay mẹ. Thực ra đó mình cũng đi chơi có nhiều người bạn á, nó cũng kiểu sao ta gãy to lắm, gãy to lắm, vô xong rồi nó bị hù biết đầu game, đầu cái trò escape room á, đầu game gãy to lắm, nhưng mà tới giữa game á bắt đầu thấy anh còn im lặng rồi, kiểu bắt đầu anh cũng bị nhập tâm, anh sợ rồi, nhưng mà tới cuối game á kiểu mặt má giống như là kiểu mới mất sổ gạo đi, mặt kiểu sợ lắm, kiểu nói chung là bị chia tay hay sao đó rồi. Ui, nó bóp thẳng vô chỗ đó luôn à. Akatsuko. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến tôi chưa bao giờ đụng cái Among Us trên video, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ reaction thử một cái video Among Us. Ủa, cái này là bản video đúng không, chứ cái này là kiểu nó xài cái animation, nói chung là nó wow. Ui, mà tính ra là Among Us cái cốt truyện của nó mấy con quái vật nhìn kinh dị lắm mọi người. Tại vì đây là kiểu nó vẽ theo kiểu đồ hoạt hạ thôi, chứ mà kiểu lá action đổ kiểu chắc ghê lắm, nó nhìn ghê lắm. What are those? Quỷ loa SCP à? Không, tôi không phải người chơi dạng đó nên là wow. Ôi, vậy là nó đi nguyên cái vòng lặp luôn á mọi người. Nó đi cái từ con màu vàng bị con màu hồng bị giết xong rồi một lát con màu vàng giết lại con màu hồng đấy, nó giết kiểu giết theo kiểu vòng lặp á. Ui, được phết nhờ. Damn. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với lại cái tiếp theo rồi. Flick brand on mama rồi, thanh niên này lại cho anh mẹ rồi. Nói chung là mấy thanh niên cho anh mẹ thì tôi không biết sao, nhưng mà tôi nghĩ là các bạn nên dừng đó đi. Bố mẹ để kiểu yêu thương, bố mẹ để gọi là để hiếu thảo, chứ không phải là bố mẹ đi giỡn mấy trò mất dạy. Kiểu chọc thì được. Nhưng mà có cái gì đây, cái gì đây, cái thái độ gì đây. Mày học cái thối đâu cũng ngoài đường mày. Thằng mất dạy này, hôm nay tao không chịu mày. Đây, bố mày cho mày miếng rồi, đi cút đi. Dạ xịt nào. Mày mất. Dạ. Cái bóp vô mặt. Tao cầm dao tao lụi mày luôn con quỷ. Ok, vậy là xong. Nhưng mà mình sẽ bonus cho mọi người thêm một cái video nữa. Tại vì hôm bữa mọi người có bình luận vào một cái video về cái con mà gọi là búp bê hay là cái ông già Noel đúng không? Thì hôm nay anh ta lại xuất hiện nữa rồi. Thì trên TikTok có một người bình luận xem video của anh chàng này, anh nói là hãy đặt cái con búp bê đó vào trong một cái gọi là một cái ly nước, sau đó để đông lạnh, thì khi mà đông lạnh á thì nó không di chuyển đi đâu được.
Okay, bây giờ chúng ta sẽ thử nha. Let's do it. Everybody's like, freeze him, burn him, crucify it, do all this shit. We're gonna freeze him. Too tall for this damn thing. I look down all the time. All right, we're gonna fill it up with water. We're gonna put it in the freezer. I found a plastic bowl. Nói chung là bỏ vô đông lạnh. Alright, just for funsies, I thought it would be fun to like hang his hat in front of the freezer. Get to this weird vent. This apartment's super dated, so let's just hang it right in front of that. Oh, yeah, that's bright. Okay. There we go. Now we're looking good. Thả vào đây. Oh, there we go. That's gonna work. Later, dude. Okay, he's in the freezer. In a bowl. Weighted down by skateboard wheels. See what happens. Are we safe? Rồi, sau cái video này là anh nói là chúng ta sẽ tiếp tục. Anh vừa mới đi ra ngoài. Sau đó là vào phòng. Thì mình nghĩ cái cảnh này này thì mình nghĩ là có thể phát được nha mọi người, có thể phát được tại vì đi ra ngoài thì mình chỉ cần cắt cảnh mà. Còn nếu mà ảnh để cái cam quay luôn á thì không sao, thì là mình có thể nhận biết được. Ai mở nhạc. Gerald, what the fuck? Ok, cảnh này có thể phát được nha, cảnh này có thể phát được mọi người, có thể phát được. Tại vì đi từ bên ngoài vô mà cắt cảnh mà. Nhưng mà water. Ooh. Man, that is weird. Oh, jeez. What the fuck was that? Hold up. Cái cảnh này là không thể phát được rồi. Fuck a. Hey, man. What the hell? Damn, son. Ok, tới đây thôi. Thì mình sẽ để cho các bạn bình luận nha. Mình có thể nghĩ đây là fake. Nhưng mà có một điều thì chắc là video sau mình mới nói. Tại vì video này khá là dài rồi. Thì về cái con búp bê này thì chắc là ở video sau chúng ta sẽ có một video về ảnh nữa. Còn bây giờ thì mình sẽ để các bạn bình luận nha. Thì mình cũng cảm thấy là có thể là sử dụng một cái trick nào đó để fake. Thì các bạn nhớ bình luận bên dưới. Còn bây giờ thì video cũng đã dài rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Nếu các bạn thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video để ủng hộ cho channel của mình. Thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Peace.